Vì tâm trạng buồn bã sau những lời mỉa mai từ các bạn học về chuyện của mẹ mình, Kim đi lang thang và vô tình biết được sự thật rằng tất cả những khó khăn bấy lâu nay sắc màu gặp phải chính là do Superstar gây ra. Lần này đã khiến cho cô gái ngất xỉu tại chỗ. Nhưng may mắn thay, Jin đã có mặt đúng lúc và giúp đỡ cô. Cũng nhờ chính tình huống trớ trêu này mà Kim mới biết được tình cảm thật sự mà Jin đã dành cho mình. Kim sẽ lựa chọn thế nào? Chọn Jin, chàng trai luôn hết lòng quan tâm cô, hay Nam Phong hào hoa trong tim đã có bóng hình một người khác? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của bộ phim. Mirai, cho anh cơ hội cuối đi. Em tha thứ cho anh. Bây giờ nghĩ cách để trả thù cho nó kìa, thế mới có ích. Sau này á, ai mà được ba thưởng á, chắc người đó có phước lắm á. Thì nói sao? Mẹ con lên cơn đau tim á. Chuyện rồi. Chuyện gì vậy Đông Đông? Chuyện là chuyện gì thì bà từ từ nói, bọn tôi cũng sốt ruột lắm đây này. Mấy bà chết mail đi, có công ty liên hệ bút tụi mình quảng cáo nữa rồi. Thiệt hả? Thiệt rồi mấy bà ơi. Trời, cuối cùng cũng thương tụi mình rồi mấy bà ơi. Vậy là cuối cùng tụi mình cũng được nhiều người biết tới rồi. Ê, mấy bà có nhìn thấy cái bộ dạng khoe khoang như muốn hét lên cho cả lớp biết của bọn đó không? Có màu đâu mà không thấy. Thấy bà tức thật chứ. Tức thì làm được gì? Bây giờ nghĩ cách nào trả thù đi. Nhớ bữa trước, nếu mà không phải anh Kim cản thì tôi đã đập cho bọn nó một trận rồi. Giờ bà nhớ cái chuyện đó để làm cái gì? À, mà tôi mới nhận ra chuyện này. Chuyện gì? Hình như đối với tụi nó, tiền chính là thứ giá trị nhất. Chúng nó mới được book quảng cáo là mừng vì có tiền đó thôi. Ai mà chẳng biết chuyện đó. Nhưng mà vấn đề là sao? Ý của Việt Ngân là chúng nó thích được book quảng cáo, muốn có tiền. Vậy thì mình phải làm cách gì để ngăn chặn chuyện đấy lại? Vậy chúng nó mới khốn khổ. Ghê ta, bữa nay sáng dạ vậy ta. Rồi nghĩ ra được cách gì chưa? Chưa, mới nghĩ được tới đó thôi à. Mà bà lo gì? Kế sách hả? Thì Ellie nhà ta cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Nhưng mà bình thường tôi thấy bà hay nghĩ ra cách lắm mà. Bà có kế gì chưa? Tất nhiên là có rồi. Chứ tôi đâu có giống mấy bà. Lần này phải cho chúng nó sáng mắt ra. Phải cho chúng nó biết Superstar này không chỉ là hư danh. Ôi da. Sao á? Bụi hay cái gì bay vào mắt á, khó chịu quá. Đâu? Mở ra tôi thổi cho. Xong rồi đó. Hả? Xong rồi. À, cảm ơn ba nha. Đi tiếp thôi. Ê, mày dài bà bị xúc kìa. Để tôi cột cho. Sau này á, ai mà được ba thưởng á, chắc người đó có phước lắm á. Người như tôi, vừa cọc cằn vừa thô lỗ, ai đâu dám thương. Đâu có đâu. Tôi thấy ba vừa chu đáo, vừa ân cần. Đôi lúc nói chuyện hơi cục xúc, ý là thẳng tính, nhưng lại rất tình cảm. Vậy lại ba cũng hay quan tâm những người xung quanh nữa. Ai mà thương được ba là người đó có phước lắm đó chứ.
Làm gì có, bà cứ nói quá không à. Thật mà, đúng đúng, mỗi lần đi học nhóm về khuya, bà đều đưa đón về tận nhà. Rồi thấy ai bưng bê đồ nặng, bà cũng đều giúp hết con gì. Đó là chuyện bình thường mà tôi phải làm thôi, có gì đâu đáng mà nói. À, mà bà có đáng để ý ai đó không? Ai vậy? Người đó tên gì? Hay là bà thử miêu tả về người đó cho tôi thử xem. Tôi sẽ chấm điểm rồi tư vấn tình cảm cho bà. Người đó là một người có chung đam mê với tôi, học chung trường La La luôn. Người đó nè, vừa hát hay nè, vừa nhảy giỏi nè, mà còn biết quan tâm người khác nữa. Bà thích người ta thì bà tỏ tình đi chứ, để người ta con biết. Tôi thấy cũng chưa có gì hết à. Nếu mà tỏ tình thì tôi sợ mất đi tình cảm bạn bè luôn. Đối phương là người không chủ động đúng không? Sao bà biết? Thì tôi nói rồi, tôi cũng biết nhìn người lắm chứ bố. Trong một mối quan hệ, nếu muốn khởi đầu thì một trong hai người phải chủ động. Nếu đối phương không chủ động thì bà bắt buộc phải hành động trước. Nếu không thì cả hai người sẽ mãi mãi là bạn thôi. Tôi biết rồi, bà nói đúng đó. Tôi sẽ chủ động. Nhưng mà tôi phải làm gì giờ? Tặng quà. Tặng cho người đó món quà mà người đó thích. Ok, tôi sẽ mua quà tặng cho người đó. Cảm ơn bạn nha. Mình có nên thử kiểm tra lại một lần nữa không ta? Bà đang suy nghĩ gì vậy? Tôi hỏi này nè. Bà nghĩ sao về chuyện tình cảm của người đồng giới? Tôi thấy cũng bình thường thôi. Chuyện tình cảm á thì chỉ quan trọng á là hai người có thích nhau hay không, chứ đâu có liên quan gì tới giới tính. Bà nghĩ vậy thật hả? Không chỉ tôi mà tôi nghĩ những người trên xã hội giờ, người ta hiện đại rồi, người ta sẽ chấp nhận những chuyện như vậy thôi. Làm gì mà cười dữ vậy? Thôi không có gì đâu. Thôi mình xuống căng tin sớm đi, kéo lấy hết đồ ăn á. Wow, hay quá Bobby ơi. Chuyện gì? Qua đây coi cái shot nè. Cái gì vậy? Trời ơi, đẹp má cháy bùi chét luôn bà ơi. Đó. Thấy sao? Đẹp không? Được cái nha. Tui mà. Ủa anh Ricky. Ủa làm gì ở đây vậy? Bộ không có chuyện gì là anh không được đến hả? Tặng em nè. Trời sao gì quá trời vậy anh? Còn đây nữa. Ủa thư gì vậy ạ? Không phải thư mà là thư mời. Thư mời gì vậy anh? Vào tháng tới bên công ty của anh muốn mời em tham gia một chuyến lưu diễn cùng với các nghệ sĩ bên công ty của anh. Trời, thiệt á anh? Ôi sao em biết đường, cảm ơn anh đây. Phải khó khăn lắm anh mới xin được slot này cho em đó. Nên là anh muốn em đi chung với anh luôn. Em có biết tại sao không? Sao vậy ạ? Bởi vì xa em chắc là anh sẽ nhớ lắm. Anh này. Có việc rồi. Anh phải đi ha. Đem tiễn anh ra nha. Ê Ngọc. Ngọc, mình thấy anh trả đó làm sao? Sao là sao? Ủa, ông thấy lạ hả? Tôi thấy không ổn xíu nào hết trơn ông ơi. Kiểu người gì mà nhìn điểu điểu, láo láo, mà nhìn kiểu gai vẻ lắm. Thiên Di nha, Thiên Di mà chịu cái ông này nè, tôi bảo đảm với ông khổ chắc luôn. Chắc là bề ngoài vậy thôi, chứ người ta có tài có thế vậy,
tốt cho Di mà. Tốt cái gì mà tốt? Ông từ đó giờ ông chưa nghe cái kiểu là tâm sinh tướng hả? Ở trong nó điểu như thế nào, ở ngoài nó bộc phát ra hết. Ông biết sẵn tính tôi đó, tôi chưa bao giờ kiểu là nhìn mặt bắt hình dong. Mà ông để ý đi, đàn ông con trai gì mà toàn mùi nước hoa phụ nữ không à? Tôi bảo đảm với ông đó là có người phụ nữ khác xiền luôn. Thiên Di mà chịu ổng nha, tôi bảo đảm với ông 100% khổ. Ê, mà nãy ông có nghe gì không? Sắp tới có chuyến lưu diễn đó. Tôi bảo đảm với ông, cái ông này ông bày mưu vậy nè. Ông nghĩ đi, lửa gần rơm, cháy không? Cháy xiền luôn á. Đi diễn về, cái hai người ngủ khách sạn, thì có chuyện gì đó tôi không biết à. Nói xàm gì vậy? Chứ không có gì đâu. Thì tôi nói gì đó, tới đó không biết liền à. Ông ngồi đây nha, đi xuống dưới lấy nước à. Di. Hử? Tôi có chuyện muốn nói với bà. Ừ thì ông nói đi. Cuối tuần này bà rảnh không? Có chuyện gì hả? Cuối tuần rảnh đâu, không có nói được bây giờ. Thì ông cứ nói liền giờ đi, sao phải đợi đến cuối tuần? Phải cuối tuần mới nói được. Cuối tuần rảnh. Ừ, vậy được rồi. Ủa vậy thôi hả? Quên. Cuối tuần này tụi mình gặp nhau ở cái chỗ đầu tiên tụi mình gặp nha. Ok. Tôi đi xuống uống nước. Cầm lấy. Cái này là cái gì? Tôi mua cho cô đó. Trái cây, thuốc bổ, nhân sâm nữa. Đem về mà bồi bổ cơ thể. Nhưng mà tại sao lại mua cho tôi? Thì không phải là cô mới bị xỉu hả? Cô y tá nói là cô bị suy nhược cơ thể, do ăn uống không điều độ. Nên là tôi mới mua mấy thứ này cho cô. Đem về mà bồi bổ đi, toàn là đồ bổ không đó. Với lại không có độc đâu. Thì tôi có nói là có độc gì đâu. Xin lỗi. Và cũng cảm ơn anh. Hả? Sao tự nhiên cảm ơn xin lỗi nùi vậy? Vì hôm trước tôi đã đổ ăn cho anh là hết kênh YouTube của bạn tôi, là còn chửi oan anh nữa. Còn cảm ơn là vì cái này nè. Có gì đâu, không đáng nói, không đáng nói. Nhưng mà mua nhiều như vậy sao tôi ăn hết? Thì tôi không biết. Cô ăn không hết thì cô rủ bạn cô ăn chung. Sao cũng được, tùy cô. Tôi có chuyện, tôi đi trước nha. Mirai, Mirai, nghe anh nói đi. Anh bỏ ra. Anh sẽ nắm chặt em, cho tới bao giờ em chịu nghe anh nói thì thôi. Anh nói gì thì nói mau đi. Thật sự á, là anh rất muốn để gặp em mà xin lỗi em á. Hôm trước á, là do anh nóng giận quá, với lại anh gặp mấy chuyện rắc rối á, cho nên là mới ra nông nổi như vậy. Thật ra là cái chuyện chia tay em á, là do anh lỡ lời thôi. Chứ anh không có ý gì đâu. Mirai,
mấy ngày rồi á. Anh nhớ em mà anh chịu không nổi luôn. Anh tự trừng phạt mình bằng cách phải không ăn, không ngủ. Chắc là lúc này á cũng rất khó cho em để tha thứ cho anh. Nhưng mà anh sẽ chứng minh tất cả mọi thứ bằng hành động của anh. Anh sẽ cố gắng đi làm, kiếm thật nhiều tiền để phụ em, phụ gia đình em để trả nợ. Mirai, cho anh cơ hội cuối đi. Em tha thứ cho anh lần đầu cũng như lần cuối. Anh yêu em. Cảm ơn em nhiều lắm. Ủa Kim, bài này bài làm xong chưa? Rồi. Đây nè. Ok, cảm ơn bà nha. Dạ alo. Hả? Chị nói sao? Mẹ con lên cơn đau tim á. Có gì chăm sóc mẹ giúp con nha. Con về liền ạ. Ê sao vậy? Sao vậy? Tôi phải về nhà liền. Ê. 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 Thấy là mẹ Lizzy đang giận lắm. Nếu mà giờ mẹ Lizzy biết được á, tức lên bệnh thêm á. Chị mà cũng biết quan tâm đến tôi hả? Chị cứ mặc xác tôi đi. Nó có gì hơn em chứ. Em đã theo dõi, quan tâm anh từ rất lâu rồi. Anna gọi Trọng ra đây có việc gì vậy? Anna có quà muốn tặng cho Trọng nè. Nói yêu nhau đi. Sống một thân chỉ sống.